rồi chào các bạn đã quay trở lại với cái video tiếp theo mình nhé thì sau khi mà mình đăng tải cái video mà cách tải cũng như là cài cái bản Windows 10 909 thì có rất là nhiều bạn đã làm và các bạn gặp phải cái vấn đề đó là khi các bạn nâng cấp thẳng lên trên cái bản 909 có nghĩa là ví dụ bạn đang ở bản 1903 đi bạn dùng cái tính năng là upgrade để nâng lên bản 909 chứ không phải là bạn cài mới đã hoàn toàn thì bạn gặp cái vấn đề đó là bạn bị mất hết những cái ứng dụng cũng như là mất hết dữ liệu trên ổ đĩa C khi bạn nâng cấp như vậy thì bạn với feedback lại cho mình bạn nói là tại sao mà làm nó bị mất hết dữ liệu thì bạn mới nhờ mình là làm thử coi xem nó có bị mất hoặc là bị như vậy hay không thì trong video ngày hôm nay mình sẽ làm thử cho các bạn xem đó là mình sẽ nâng cấp từ cái bản 1903 lên cái bản 1909 và trên ổ C của mình nó có dữ liệu có phần mềm luôn mình nâng lên thử coi xem là nó có giữ lại được hay không các bạn nhé Thì ở đây mình đang có một cái máy, mình đang chạy cái bản Windows 10 1903. Đây cho các bạn coi luôn. Đây các bạn, đây là bản uh, Windows 10 1903 bản Pro ha. Rồi. Ở đây mình có cài uh, phần mềm Unikey ha. Rồi một cái file TXT để đây cái nội dung đơn giản thôi để mình test cho các bạn xem. Uh, thì uh, có nghĩa là đây mình đã có cài app vào này và có dữ liệu đây bây giờ chúng ta sẽ thử nâng cấp lên cái bản Windows 10 1909 xem là nó có giữ lại được app và dữ liệu hay không các bạn nhé. đây à, mình có một cái file ISO Windows 10 1909 này vừa 3264 luôn. bây giờ mình sẽ click đúp vào đây cho nó mau vào và mình sẽ gọi cái file setup lên rồi z yes này rồi chúng ta bấm next rồi accept nha Rồi nó ra cái này xong thì các bạn thấy đó, là đây nó đang tích vào cái mục là cài đặt Windows 10 Pro này. Và nó sẽ giữ lại chúng ta à, dữ liệu và cả cái à, ứng dụng luôn. Bạn muốn thay đổi thì bạn bấm vào đây. Đấy thì trong này có những cái mục để thay đổi này. Đó, này là giữ lại dữ liệu cá nhân và phần mềm. Còn cái này là chỉ giữ lại dữ liệu cá nhân thôi. Còn cái này là không làm gì cả. Đó thì hầu như những cái bản Windows 10 khi mà các bạn update lên đấy thường là nó sẽ có những mục này để các bạn chọn đó thì nếu như các bạn mà muốn giữ lại app và dữ liệu cá nhân đấy thì các bạn sẽ chọn cái mục đầu tiên nha rồi các bạn bấm next rồi sau khi nó chạy xong thì bạn nhấn nút install rồi cái việc còn lại của chúng ta là ngồi chờ cho nó cài thôi các bạn ha rồi sau khi mà chạy xong thì vào Windows rồi các bạn Đây giờ chúng ta kiểm tra lại nhé Đây Ờ uh, System này Đây các bạn nó đã lên bản 1909 rồi ha 1909 Và đây các bạn coi này Nó vẫn còn cái Unikey này Đó, Unikey vẫn chạy được bình thường Đây là cái dữ liệu của mình này Nó vẫn còn bình thường Nó không mất mát gì hết Đó thì uh, Khi mà các bạn nâng cấp từ cái bản Windows cũ Những cái bản cũ ví dụ như là 1903 hoặc là 1809 Các bạn nâng lên trên cái thằng 1909 này ấy thì nó vẫn giữ lại được app và dữ liệu cho các bạn các bạn nhé cho nên các bạn cứ yên tâm mà nâng cấp lên không phải lo lắng gì hết nha rồi ok xin chào các bạn thì à, vừa rồi mình vừa mới chia sẻ cho các bạn à, đó là mình nâng cấp từ cái bản windows 10.03 lên trên cái bản 1909 và trên máy của mình nó vẫn giữ lại được à, cái ứng dụng cũng như là cái dữ liệu của mình nó không bị mất gì hết thì khi các bạn làm cái việc này các bạn nhớ nó có những cái lựa chọn của nó thì các bạn nên đọc kỹ trước khi các bạn làm nha các bạn làm máy tính á, các bạn đừng có làm cái cái kiểu mà thuộc bài, các bạn phải đọc. Người ta nói cái gì các bạn phải đọc rồi chúng ta làm chứ đừng có làm theo kiểu thuộc bài, thuộc bài là chết đấy nhá. Rồi ok thì cái video này mình xin tạm biệt tại đây. Cảm ơn các bạn theo dõi và hẹn gặp lại các bạn vào cái video tiếp theo nha. Bye bye. Xin chào các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để theo dõi video chia sẻ của mình. Nếu như các bạn thấy video này của mình hữu ích, các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nhé cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và bật nút thông báo để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh của mình nhé. Dưới đây là những video hữu ích khác dành cho bạn. Các bạn nhấn vào các hình vuông phía dưới để xem video nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ và chúc các bạn thành công.